Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên, Hoàng, Trò Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Lúc nãy trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đề cập đến vụ tấn công vào Syria do Thái trước khi tấn công đã báo trước với Hoa Kỳ và tình hình bây giờ tiếp tục căng thẳng. Và lần đầu tiên chúng ta thấy là trong suốt thời gian qua, những lời nói tốt đẹp dành cho ông Putin hầu như đã không còn nữa. Ngày hôm qua, chính Tổng thống Trump đã gán ghép Putin như là một con thú, chung với Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Trump viết là Nga chịu trách nhiệm trong vụ thảm sát giết chết trẻ em và phụ nữ cũng như người già, người lớn ở tại Syria. Hơn 40 người đã bị ảnh hưởng trong cái vụ tấn công. Ngày hôm nay, ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tuyên bố việc mà tấn công Syria, cái sự lựa chọn đó không bỏ qua. Có nghĩa là phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục suy xét đến cái việc nếu mà có những cái tin tức xác nhận là Syria thực hiện cái vụ tấn công bằng vũ khí hóa học thì là phía Hoa Kỳ sẽ đáp trả bằng vụ tấn công bằng hỏa tiễn. Vào sáng ngày hôm nay, người phát ngôn viên của Ủy ban Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc đã rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này, nhiều cái vị trí ở trong Tòa Bạch Ốc vẫn chưa điền vào chỗ trống được sau một loạt những cái sự ra đi của các giới chức ở đây. Sáng ngày hôm nay, người ta thấy là ông Michael Anton đã rời khỏi và không có cho biết lý do như thế nào. Có thể là ông tìm kiếm một cái vị thế tốt đẹp hơn làm việc ở ngoài thay vì phải đương đầu với những vấn đề nhức nhối mỗi ngày phải đối đáp với các ký giả phóng viên. Tổng thống Trump đã gửi lời chúc may mắn đến cho ông Anton ngày hôm nay, thưa quý vị. Cho nên thêm một người nữa rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Vâng, thưa quý vị, và bắt đầu từ sáng ngày hôm nay thì hơn 2 tỷ người dùng Facebook sẽ bắt đầu nhận được thông báo từ Facebook cho biết là tài khoản của họ có bị bán cho những cái công ty quảng cáo hay là không. Thì Facebook họ sẽ đặt một cái đường dẫn ở trên tài khoản của người dùng. Từ đó khi mà chúng ta bấm vào sẽ cho biết là những cái ứng dụng nào mà chúng ta đã từng download về, đang sử dụng, đã chia sẻ thông tin của chúng ta cho một công ty thứ ba. Thì cái thông báo cũng cho biết là chủ tài khoản có nằm trong số đã bị chia sẻ cho công ty Cambridge Analytica hay là không. Và nếu muốn thì người dùng có thể tắt những cái ứng dụng này vĩnh viễn hoặc là không cho phép thông tin tiếp tục được chia sẻ nữa. Bên cạnh đó, Facebook cũng sẽ không còn cho phép những cái ứng dụng được phép yêu cầu truy cập vào những cái thông tin cá nhân, bao gồm như là quan điểm tôn giáo, quan điểm chính trị, danh sách bạn bè, người sử dụng có những cái sở thích gì, xem tin tức như thế nào và chơi những cái loại game gì, vân vân. Và với những cái ứng dụng mà người dùng đã không sử dụng trong vòng 3 tháng rồi thì Facebook sẽ xóa thông tin mà người dùng đã từng chia sẻ với cái ứng dụng đó. Được biết là trong tuần qua, Facebook cũng đã đình chỉ thêm một cái công ty phân tích dữ liệu gọi là CubeView nhằm xem là cái công ty này có thu thập dữ liệu từ các sinh viên và sau đó sử dụng cho những cái mục đích thương mại hay là không. Thì qua cái vụ bê bối của Cambridge Analytica thì Facebook nói rằng hiện nay có hơn 70 triệu người đã bị ảnh hưởng, mà những người này đa số ở Hoa Kỳ, bên cạnh hơn 1 triệu người tại Philippines, Indonesia và cả Anh Quốc, thưa quý vị. Đụng độ giữa Tổng thống Trump với Amazon vẫn tiếp tục rất là âm ỉ như một cái ngọn lửa bùng phát mấy lần rồi. Và điều này làm người ta nhớ là trong thời gian tranh cử, ông Trump đã từng chỉ trích Amazon. Lúc đó,
cũng là tờ Washington Post thường xuyên loan tải những cái tin tức bất lợi cho ông. Và cho đến giờ phút này, Tổng thống Trump tiếp tục, ông nói rằng một khi làm Tổng thống thì ông sẽ đưa vấn đề của Amazon ra một trong những điều gọi là gây mất cân bằng về vấn đề mua bán. Lý do và nhân cái việc này chúng ta mới biết được, thưa quý vị, trong suốt thời gian qua, Amazon đã dựa vào cả một cái đội ngũ khổng lồ vận động hành lang ở Quốc hội. Nghĩa là rất nhiều các vấn đề mà những đại công ty ở Mỹ muốn có lợi cho họ và Amazon cũng không tránh khỏi. Và nhờ cái sự vận động hành lang này mà có những cái luật lệ, vấn đề thuế, vấn đề kiểm soát đã làm giúp cho Amazon có cái ưu thế mạnh hơn. Tuy nhiên thưa quý vị, ở Mỹ này, kẻ mạnh khi mà có tiền mà nó quá giàu đi nữa thì rất nhiều các dịch vụ Amazon muốn bao gồm luôn. Chúng ta thấy đó, từ mở đầu là một công ty bán sách, sau đó bắt đầu bán hàng hóa. Và sau này thưa quý vị, ngay cả Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và rất nhiều các cái khu vực mà thuộc về chính phủ đó đã nhờ đến Amazon. Amazon hiện nay có một hệ thống dữ kiện khổng lồ và họ có hợp đồng của chính phủ Hoa Kỳ luôn nữa. Thì qua đó, cho dù ông Trump có tấn công vào Amazon các mấy, thì cổ phiếu mới đầu thì bị tụt giảm mất mấy chục tỷ, nhưng mà sau đó đã lên trở lại. Và người ta xem ra cái chiến tranh giữa ông Trump và Amazon vẫn không thể nào thắng nổi Amazon lúc này, họ quá lớn đi. Mới đây thì Amazon muốn bán thức ăn, thực phẩm, và họ đang làm cái chuyện đó bằng cách mua lại công ty Whole Foods. Sau đó nhảy qua vấn đề healthcare luôn nữa, thưa quý vị. Amazon sắp tới đây sẽ cung cấp dịch vụ y tế bằng những cái khu vực khởi điểm, những cái thành phố lớn. Và sau đó họ nói rằng bất cứ ai muốn mua bảo hiểm y tế, Amazon sẽ phối hợp với các công ty, nhà thương, dịch vụ để cung cấp. Thì điều đó hướng tới đã trở thành một cái công ty quá lớn đi. Và ông Trump rất lo ngại. Ông Trump nói rằng đánh thuế không thích hợp với cái tiền thuế quá ít mà hưởng lợi khi mà gửi hàng qua USPS. Thế nhưng các chuyên gia họ nói rằng cái cuộc chiến hiện nay giữa Tổng thống Trump với Amazon đó, dường như mang cái tính cá nhân hơn. Bởi vì tờ Washington Post thường xuyên đăng những cái bản tin bất lợi cho ông. Chẳng hạn như John Kelly vào hôm cuối tuần vừa qua, Washington Post đã tiết lộ một cái bản tin dựa trên những nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc để cho thấy rằng có lúc ông John Kelly đã nghe là hét lớn lên, giận dữ và thậm chí gần như là rời khỏi quyết luôn đó. Và đến độ ông James Mattis, tức là ông Bộ trưởng Quốc phòng, phải tới trấn an nói: Kelly, từ từ, chuyện đâu còn có đó. Những cái chuyện giận dữ như thế này đã khiến cho cái vị thế của ông John Kelly, người ta nói, càng ngày càng phai nhạt dần. Thậm chí ông John Kelly đôi khi không tham gia vào những cái cuộc họp bí mật của ông Trump nữa. Và dường như ông John Kelly nói chuyện với ông Trump, ông không nghe. Một trong những điểm mà ông John Kelly muốn là sa thải Scott Pruitt. Scott Pruitt là Bộ trưởng Bộ Môi sinh EPA mà chúng tôi đã đề cập, liên quan đến việc mà lạm dụng quyền lực cũng như là có những cái mối liên hệ với những người vận động hành lang thuê mướn một căn chung cư ở thủ đô Washington có 50 đồng một ngày mà thôi. Cái chung cư đó ngày hôm nay đã bị đóng rồi. Hai vợ chồng đó đã vì lo ngại ảnh hưởng đến các hoạt động lobbying của họ, tức là vận động hành lang, cho nên đã muốn cắt đứt các mối quan hệ với Scott Pruitt. Thế nhưng ông John Kelly thì muốn sa thải, ông Trump lại không muốn. Và vì thế đã xảy ra cái vụ giận dữ, tờ Washington Post đăng tải và Tổng thống Trump đã chỉ trích tờ Post này loan tin vịt. Thưa quý vị, ông nói rằng quan hệ giữa ông và ông John Kelly chẳng có gì là đáng chú ý cả. Cũng tương tự như những gì mà ông đã từng nói với Rex Tillerson. Cuối cùng thì ông Tillerson cũng đã ra đi. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó,
đó có một người, một phụ nữ người Nga, trong lúc mà phẫu thuật thì lại bị bác sĩ truyền lộn thuốc dẫn đến tử vong một cách rất là đau đớn. Và cái tin tức này hiện nay đang được truyền thông quốc tế chú ý rất là nhiều. Thì đây là hình ảnh của cô Katerina, 27 tuổi thưa quý vị. Vào tháng trước cô nhập viện vì bị lên cơn co giật và bác sĩ yêu cầu là chuyển cô lên một bệnh viện ở Moscow và phải phẫu thuật ngay lập tức. Tuy nhiên theo lời mẹ của cô, ban đầu sau khi cuộc phẫu thuật ra thì cô phải cắm ống trợ thở và các bác sĩ cũng không nói gì với gia đình cả. Và sau khi cắm ống trợ thở thì tim và phổi của cô ngừng hoạt động và cô đã qua đời. Thì sau đó có một người bác sĩ mới thú nhận với gia đình là trong lúc mà phẫu thuật, thay vì phải truyền nước muối thì họ lại truyền cho cô cái chất hóa học formaldehyde thưa quý vị. Đây là cái hóa chất chuyên dùng để mà bảo quản thi thể không bị thối rữa. Dạ vâng, hiện nay thì chính quyền Nga cho biết họ sẽ điều tra cái vụ này, nhưng mà vẫn chưa cho biết tên của cái bệnh viện mà đã xảy ra, để xảy ra cái tai nạn chết người này. Tại sao nước muối mà lộn với cái chất formaldehyde là ướp xác truyền, cho nên cổ bị thuốc mê, tức là co giật, nhưng mà họ nói rằng cái não biết được cái chất đó khi bơm vào. Dạ vâng. Cho nên cổ vẫn bị đau đớn trong lúc mà nằm im đó, không làm gì được hết, vẫn đau đớn như thường. Chúng tôi chia tay với quý vị với Thảo Yên lúc này, để mỗi tuần, mỗi thứ hai chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn Thảo Yên. Xin cảm ơn anh. Kính chúc quý vị một đầu tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.